Lời xác định thứ hai của Đức Phật Lời Phật dạy hai Tâm dẫn đầu mọi pháp Tâm chủ tâm tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Mở ngọt Kinh Pháp Cú 1 Ramaka Vatga Phẩm Sông Yếu đóng ngọt Chú giải Xin nhắc lại bài kệ trên Tâm dẫn đầu các pháp Thì tâm khổ não Sự khổ não đó Theo ta cũng giống như Xe theo con vật kéo Nếu tâm không dẫn đầu ác pháp Thì tâm không khổ Do tâm dẫn đầu ác pháp Nên tâm phải chịu khổ Sự khổ đau đó không thể nào tránh khỏi vì thế, nên Đức Phật ví nó như xe theo con vật kéo, cho nên người sống trong ác pháp mà bảo rằng có hạnh phúc an vui thì không thể nào tin được. Vì quá khổ sẽ theo ta như xe theo con vật kéo. Đó lời xác định của Đức Phật như vậy, cho nên một người còn ăn thịt chúng sanh mà bảo rằng họ sống có hạnh phúc thì chúng ta làm sao tin được? Qua bài kệ thứ nhất, chúng ta xét lại bài kinh song tầm. Thì bài kệ thứ nhất tức là tầm ác. Tầm ác là gì? Là sự suy tư về một ác pháp để biến ra lời nói hay hành động, làm đau khổ mình, đau khổ người và chúng sanh. Ví dụ, hôm nay là ngày Tết, mọi nhà đều giết loài vật để ăn Tết. Trước khi giết loài vật đang Tết, thì chúng ta suy tư phải giết con lợn, con gà, con vịt hay cá tôm vân vân. Sự suy tư như vậy là tâm dẫn đầu ác pháp. Khi sai bảo người nhà, con hãy ra bắt con gà giết thịt, làm cổ cúng ông bà. Lời nói này là lời nói ác pháp. Khi ấy, đứa con trai ra chuồng bắt con gà cọt hai chân lại đem ra cắt cổ con gà. Hành động bắt gà, cột hai chân và hành động cắt cổ là hành động ác pháp, cho nên lời nói hay hành động ác pháp đều do tâm dẫn đầu trong ác pháp. Sự suy nghĩ làm đau khổ và giết con gà chết là nhân ác, nhân ác thì làm sao tránh khỏi quả khổ đau vì thế Đức Phật dạy khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo ngược lại bài cài thứ hai cũng như vậy nhưng bài cài thứ hai lại tâm dẫn đầu vào thiền pháp tức là sự tư duy thiền sự tư duy thiền sẽ biến ra lời nói và hành động thiền tức là tầm thiền như trong bài kinh sông tầm mà đức phật đã dạy phương pháp thiền định ngăn ác diệt ác pháp sanh thiền tăng trưởng thiền pháp Người mà tâm dẫn đầu mọi pháp thiện thì lời nói hay hành động đều thiện Tức lời nói và hành động không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Và như vậy Đức Phật đã xác định hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Đọc bài kệ 1 và bài kệ 2 chúng ta thấy rất rõ. Một tâm của chúng mà có hai mặt thiện và ác mặt ác khổ đau sẽ đến với chúng ta mãi mãi, mặt thiện hạnh phúc và an vui cũng sẽ theo chúng ta mãi mãi. Xét qua hai bài cậy này, chúng ta thấy được phương pháp tu hành của Đạo Phật rất cụ thể. Nếu một người muốn tìm đường thoát khổ của kiếp làm người, thì bất cứ ở đâu, không cần phải vào chùa, lên non, núi rừng, đều tu giải thoát được cả. Biết tâm là phương pháp dẫn đầu mọi pháp nên chúng ta sử dụng tâm dẫn vào sự ngăn chặn và diệt ác pháp. Không cho dẫn tâm vào ác pháp, nói một cách khác là chúng ta điều khiển tâm xa lìa ác pháp và luôn luôn dẫn tâm vào thiện pháp. Hằng ngày thường dẫn tâm xa lìa ác pháp và dẫn tâm vào thiện pháp như vậy thì đó là cách thức tu tập của Đạo Phật hai bài kệ trên đây là một phương pháp thực hành sống ngăn ác diệt ác pháp và sanh thiền tăng trưởng thiện pháp bằng cách dẫn tâm theo ý muốn của chúng ta chắc chắn kết quả hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình trong kinh pháp cú có hai bài kệ này là pháp môn tu hành tuyệt vời nếu ai có duyên gặp được pháp bảo này mà không tu tập để chịu một đời khổ đau thì người ấy là người ngu. Đừng dẫn tâm vào ác pháp thì đâu phải khổ đau, biết ác pháp mà dẫn tâm vào ác pháp thì chỉ có người vô minh, ngu si mới làm điều này. Biết ác pháp là khổ đau mà cứ dẫn tâm vào ác pháp thì người ấy chỉ là một con vật ngu si. Ví dụ, biết tâm tham, tâm sân là ác pháp là khổ đau mà cứ dẫn tâm vào chỗ đó là người ngu si như con thú vật. Con người không thể là con vật, biết giết hài ăn thịt chúng sanh là khổ não sẽ theo ta như xe theo và kéo. Thế mà cứ sống và giết hài và ăn thịt chúng sanh thì làm sao tránh khỏi khổ não? Trên đời khổ não ai mà chẳng sợ, thế sao lại dẫn tâm vào ác pháp? Để chịu lấy khổ não Người ơi sao lại ngu quá vậy Thịt cá chúng sanh Là những chất bất tình tanh hôi ấy trượt có gì thanh tình trong sạch đâu mà lại thích ăn. Cái ngon nơi miệng úi vị là cái ảo giác. Ăn vào miệng có ngon hoài đâu. Nuốt qua khỏi cổ cái ngon còn đâu. Như vậy không phải là ảo giác sao. Người có trí, có ý thức có sự hiểu biết một chút về điều này thì chắc chắn sẽ dẫn tâm vào thiện pháp, chứ không điên gì mà dẫn tâm vào ác pháp, và như vậy người ấy đã thoát khổ. Hai bài kệ trên đây chính Đức Phật dạy chúng ta sống bắt đầu cho nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh. Để kết luận bài này, chúng ta đọc lại cả hai bài kệ trên tâm dẫn đầu mọi pháp tâm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo hai tâm dẫn đầu mọi pháp tâm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình đọc xong bài kệ này chúng ta hãy lắng nghe dư âm đang cùng khắp trong không gian và thấu tận đáy tâm hồn của chúng ta với một trạng thái thanh thản an lạc hạnh phúc tuyệt vời trong môi trường sống của muôn loài. Cũng từ đó lòng yêu thương sự sống của chúng ta phủ trùm trên hành tinh này như không khí tầm ác và tầm thiện lời Phật dạy ba nó mắng tôi đánh tôi nó hại tôi cướp tôi ai ôm ấp niềm ấy hận thù không thể nguôi bốn nó mắng tôi đánh tôi nó hại tôi cướp tôi không ôm ấp niềm ấy hận thù sẽ tự nguôi mở ngọt kinh pháp cú một Ramaka Vatka phẩm sông yếu đóng ngọt chú giải hai bài kệ đầu của kinh pháp cú đức phật đã xác định tâm dẫn đầu mọi pháp và cái đó là những câu trong bài kệ đó là chỉ cho chúng ta cái sườn tổng quát của phương pháp hành thiền của đạo phật tâm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo Đến bài kề thứ ba và thứ tư thì Đức Phật xác định cách thức tu tập đi vào chi tiết rất rõ ràng và cụ thể bằng phương pháp dẫn tâm. Nếu dẫn tâm bằng ác pháp thì phải dẫn tâm như câu kề ba dạy. Đây là lối dẫn tâm vào ác pháp. Nó mắng tôi đánh tôi, nó hại tôi cướp tôi, ai ôm ấp niệm ấy hận thù không thể nguôi. Bốn câu kệ này là phương cách dẫn tâm vào ác pháp. Đọc đến đây, chắc quý vị thấy lối dẫn tâm của Đạo Phật rất rõ ràng, phải không các bạn? Bốn câu kệ trên đó là lối dẫn tâm vào ác pháp để mà chịu khổ đau, phải không hỡi các bạn? Nếu là một người ngu si thường hay nghĩ người ta chửi mình, hại mình, ghét mình, thì đó là tự mình chuốt lấy khổ đau cho mình, nếu là một người ngu thường hay nghĩ người ta nói xấu mình, vu oan làm khổ mình, đó là tự mình dẫn tâm vào ác pháp, chuốc lấy khổ đau cho mình. Đối với Đạo Phật, chỉ có người vô minh, ngu si như loài vật mới dấn tâm vào chỗ khổ đau như vậy, còn người có trí không thể sống như vậy được. Bốn câu kệ này đã trở thành chi tiết của Pháp dẫn tâm vào ác pháp. Nó là câu trạch pháp của pháp như lý tác ý Nếu đứng về pháp là hoặc Thì nó là tầm ác Tầm ác tức là tà tư duy Trong bát chánh đạo Thì tà tư duy không được chấp nhận Thưa các bạn Bốn câu cãi này được xếp loài Thứ nhất Pháp như lý tác ý Thứ hai Xong tầm thì nó là tầm ác Thứ ba bát chánh đạo nó là tà tư duy thứ tư định vô lậu thì nó là định hữu lậu ngược lại bài kệ thứ tư nó mắng tôi đánh tôi nó hại tôi cướp tôi không ôm ấp niềm ấy hận thù sẽ tự nguôi bài kệ thứ tư nếu ai thường tác ý như vậy thì thân tâm được thanh thản an lạc và vô sự không bao giờ có phiền não khổ đau sợ hãi vân vân nếu gặp ác pháp mà ai cũng tư duy như câu kể trên đây thì tâm hồn sẽ không bao giờ có khổ đau phiền lì buồn khổ vân vân phải không hỏi các bạn người nào thường hay sống với chánh tư duy như vậy thì chắc chắn cuộc đời của họ làm gì có khổ đau đọc qua bốn bài kề trong kinh pháp cú chúng ta thấy rất rõ kinh pháp cú là một loại kinh dạy về đạo đức làm người có pháp hành cụ thể đưa dắt con người vào cuộc đời đầy tình thương yêu giữa mình và người giữa người và mọi loài vật và ai cố gắng tu tập sẽ biến cảnh giới thế gian thành cảnh giới đức bàn một cách thực tế nếu một người muốn tìm tu giải thoát thì ngay khi bắt đầu vào bài kệ 1, 2 thì chúng ta cũng nhận ngay ra chỉ có con người mới có một phương tiện ý thức để phân biệt để tiến tu đến giải thoát hoàn toàn, mở ngọt bài kệ 1 và 2, đóng ngọt bài kệ 3 và 4 là chi tiết của Pháp tác ý để tiến sâu vào nội tâm giải thoát bằng tránh tư duy hay bằng phương cách tắc ý qua những câu kệ trạch pháp trên. Nếu hàng ngày chúng ta sống với những câu kinh pháp cú này thường xuyên như lý của nó mà người nào tắc ý ra thì chúng tôi xin bảo đảm cùng các bạn người ấy là người giải thoát. Đó là con đường giải thoát của Đạo Phật đang ở trong tầm tay của quý bạn các bạn đừng bỏ qua một pháp môn đức hạnh tuyệt vời quý báu của loài người rất uổng các bạn à lấy ân báo oán lời phật dạy năm hận thù diệt hận thù đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu sáu và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắng êm mở ngọt kinh pháp cú một Jamaka Vatga phẩm song yếu đóng ngọt chú giải bài kệ thứ năm hai câu đầu là một tà tư duy giúp cho chúng ta hiểu rõ nghĩa lý sống của cuộc đời không thể lấy hận thù diệt hận thù được Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có Lời dạy này là một chân lý không thể ai thay đổi được Bởi vì cuộc đời này không thể lấy hận thù, diệt hận thù được Mà chỉ có lòng thương yêu của chúng ta mới diệt được hận thù Hai câu dưới đây mới thật sự là tránh tư duy Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu sự tư duy này giúp cho chúng ta thấu rõ định luật bất di bất dịch của loài người duy nhất chỉ có lòng thương yêu mới diệt được hận thù khi chúng ta tư duy suy nghĩ như vậy giúp cho chúng ta lớn mạnh trong đền đạo đức nhân bản nhân quả một bài kệ trong kinh pháp cú là một viên gạch xây tòa lậu đài đạo đức nhân bản làm người mỗi viên gạch pháp cú sẽ làm tăng trưởng tri kiến giải thoát trong ta thì giúp đời sống của chúng ta gắn chặt vào nền đạo đức nhân bản nhân quả. Hỡi các bạn thân thương, các bạn hãy tu tập rèn luyện tâm mình theo kinh pháp Cố thì cuộc sống đạo đức của các bạn càng ngày càng thêm lớn mạnh và đời sống của các bạn tràn đầy sự an vui và hạnh phúc. Các bạn có tin chăng? Tin thì có lời cho các bạn bằng không tin thì thôi. Chứ chúng tôi đâu có quyền cám dỗ và lôi cuốn các bạn. Chúng tôi chỉ nói một sự thật để may ra ai có hữu duyên gặp pháp bảo này sẽ giúp họ có một cuộc sống an lành thì chúng tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhờ có pháp như thế mà sống giữa các ác pháp tâm bất đồng vì chúng ta đã biết hận thù, không thể diệt hận thù mà chỉ có lòng yêu thương mới được diệt hận thù đến bài kệ thứ sáu và người khác không biết chúng ta đây bị hại một người dùng tâm nhẫn nhục khỏi lòng thương yêu người hung dữ ức hiếp chửi mắng làm hại mình thì người đời không hiểu cho rằng chúng ta là kẻ hèn nhát không dám ăn thua với kẻ kia và vì sự nhẫn nhịn như thế mà kẻ giữ hung ác kia sẽ lấy lần ăn hiếp lẫn lướt chúng ta nữa. Và nếu chúng ta ăn thua đủ với kẻ hung dữ thì như vậy làm sao gọi từ bi diệt hận thù. Chính sự nhẫn nhục và lòng yêu thương đó mới gọi là từ bi diệt hận thù. Xin thưa cùng các bạn, những điều suy nghĩ trên đây rất đúng vì đã nhẫn nhìn mà còn khởi tâm thương yêu nhất là chúng ta còn biết chịu thua rồi chạy. Do đó, người ấy có hung ác đến bao nhiêu, họ cũng không thể hại ta được. Vì chúng ta biết nhẫn và biết thương yêu, thì hành động thân miệng ý của chúng ta không cho phép chúng ta làm cho người kia tức giận hơn nữa. Vì thế, cơn sân hận của họ sẽ được lắng êm. Người ta hiểu lầm, khi lấy từ bi diệt hận thù, không có nghĩa là chịu thua không có nghĩa là hiền nhát mà có nghĩa là biết sống sống một đời sống đạo đức cao thường tránh không làm khổ mình khổ người đó mới xứng đáng là đệ từ của Phật của người thọ trì kinh pháp cú thời nay phần nhiều người ta đọc kinh pháp cú thấy nó rất hay nhưng chẳng mấy ai biết sống như thế nào cho đúng nghĩa của nó vì thế kinh pháp cú cũng chỉ giống như những cuốn kinh khác với một số ngôn ngữ răng nhắc làm điều thiện chứ chưa ai biết thực hành như thế nào để sống một đời sống đạo đức và có thể đi xa hơn nữa là tu tập vô lậu hoàn toàn chứng quả a la hán nếu những ai có kinh nghiệm biết rõ thì kinh pháp cố có những pháp hành tu tập từ căn bản đến nhập vào các đình và thực hiện tam minh chứng quả a la hán những bài kinh pháp cứu đầu tiên này là dạy chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp để sống một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Kế đến những bài kinh khác dạy chúng ta nhập định và thể hiện tam minh một cách cụ thể rõ ràng. Xin các bạn vui lòng đọc tiếp những bài kinh sau này. Từ xưa đến nay, không có người tu chứng nên không triển khai được kinh này thành một giáo trình tu tập của đạo phật kinh này dạy đạo đức rất cụ thể và thực tế bắt đầu học là có pháp thực hành ngay liền để tâm được giải thoát an vui và hạnh phúc từ chỗ từ bi diệt hận thù người ta đọc tới đây chỉ thấy nó là một lý thuyết suông của ngôn ngữ phật giáo nhưng sự thật không phải vậy từ bi diệt hận thù là pháp môn tu nhẫn nhục với tâm hồn buông xả muốn buông xả được thì phải khởi lòng thương yêu người hận thù mình khởi lòng yêu thương tức là tâm từ bi chỉ có tâm từ bi mới nhẫn nhục mà không bị ức chế tâm từ bi là pháp môn chế ngự tâm hàng phục tâm từ bi là pháp môn tứ vô lượng tâm tứ vô lượng tâm gồm có từ bi hỷ xã nếu muốn biết rõ tu tập pháp này thì hãy đọc hành thập thiền và tứ vô lượng tâm tại sao phải thương yêu người hận thù với mình tại vì người hận thù mình là người đang đau khổ nhất người đang ở trong ác pháp biết người đang đau khổ mà ta lại làm cho họ đau khổ hơn thì ta đâu phải là con người phải không hỏi các bạn Chỉ là một con thú mới không biết điều này Mới tức giận kẻ chửi mình Nếu oán ghét người chửi mình Từ đó hận thù chồng lên hận thù Bài Kinh thứ sáu Chỗ ấy ai hiểu được Khi một người tu hành nhẫn nhục Biết thương yêu và tha thứ cho kẻ khác thì khó có người khác nhận ra điều này, người ta chỉ thấy người nhẫn nhục là người hèn nhát, dường như người ấy sẽ bị hại bị người khác lấn lướt nên kinh dày mà người khác không biết cho người nhẫn nhục bị hại bị chà đạp chúng ta đây bị hại người có hành nhẫn nhục có lòng thương yêu thì chuyện to trở thành nhỏ chuyện nhỏ được lắng êm như không có chuyện gì xảy ra nên kinh dày chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắng êm Tóm lại, bài kệ thứ ba và thứ năm là lời của Đức Phật dạy về Pháp ngăn ác Pháp. Bài kệ thứ tư và thứ sáu là dạy về Pháp diệt ác Pháp. Ai biết rõ như vậy thì ác Pháp không xâm chiếm tâm mình được. Khi áp dụng vào Pháp ngăn ác và Pháp diệt ác Pháp này, thì phải dùng Pháp như lý tắc ý, Pháp quán vô lầu trong chánh tư duy, còn việc ác pháp thì phải dùng định vô lầu, tư duy, quán xét để xả tâm khiến cho ác pháp bị diệt mất, không còn tác dụng vào thân tâm mình được nữa. Phòng hồ sáu căn lời Phật dạy bảy Ai sống theo dục lạc, không nhiếp hồ các căn Ăn uống thiếu tiết đồ, biến nhát chẳng tinh cần, dễ bị ma nhiếp phục, như gió lây cây yếu. 8 ai sống quán bất tình khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết đồ có lòng tin tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió kinh pháp cú một Dhammaka vatka phẩm song yếu đóng ngọt chú giải bài kệ thứ bảy là pháp môn dạy giữ gìn sáu căn câu cởi đầu dày, ai sống theo dục lạc nghĩa là người tu theo đạo phật thì không nên sống theo dục lạc vì dục lạc ở đời dễ cám dỗ con người đi vào đường xa đòa đắm nhiễm ác pháp khiến cho đời người phải chịu nhiều thứ khổ đau cho nên sống không theo dục lạc là sống không bị ác pháp chi phối sống không bị ác pháp chi phối tức là sống ly dục ly ác pháp sống không theo dục lạc là sống đào sống thoát khổ sống không theo dục lạc là sống đạo đức không làm khổ mình khổ người sống không theo dục lạc là sống ly dục ly ác pháp sống không theo dục lạc là sống đời thánh hành sống không theo dục lạc là sống tại thế gian mà thân tâm ở cảnh giới niết bàn cho nên ai sống theo dục lạc là sống trong ác pháp sống trong đau khổ sống theo dục lạc tưởng là hạnh phúc nhưng chính thật là khổ đau. Sống theo dục lạc là sống không ly dục, ly ác pháp. Người ấy dù muốn tu tập thiền định thì chẳng bao giờ có thiền định. Sống theo dục lạc là đời sống không bao giờ có đạo đức làm người. Đối với chính mình, đừng nói chi, có đạo đức đến người khác. Bài 7 câu 2 Không nhiếp hộ sáu căn Câu kệ này Phật dạy Người tu hành không giúp hộ sáu căn để sáu căn rong rủi theo sáu trần thì còn gì là ý nghĩa của người tu giải thoát? Bởi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức. Do tiếp xúc sáu trần mới có dục mở ngọt, năm dục trưởng dưỡng, đóng ngọt. Có dục thì dục mới đưa con người vào ác pháp, vào ác pháp thì mới chịu nhiều khổ đau. Cho nên trên bước đường tu tập theo đạo Phật thì sự nhiếp hồ sáu căn là vấn đề quan trọng và cũng là hàng đầu trong pháp môn tu tập của bác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy. Nhiếp hồ sáu căn có nghĩa là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, đừng để cho chúng chạy theo sáu trần. Chúng chạy theo sáu trần tức là tâm phóng dật. Ví dụ, các bạn tu hành mà thích trò chuyện tiếp duyên thì đó là các bạn đã tu sai. Tu như vậy khó ly dục, ly ác pháp. Trước khi bạn chưa tu thì bạn nên nghiên cứu học hiểu nghe băng những điều cần thiết để thấu suốt đường tu của bạn. Còn nếu bạn bắt đầu tu mà còn nghe băng đọc kinh sách đó là bạn không nhiếp hồ xấu căn thì bạn có tu bao lâu cũng chẳng đến đâu được. Trước khi bạn tu tập thì bạn còn lao động làm việc này việc nọ nhưng khi đã tu tập mà bạn còn lao động làm việc này việc nọ thì đó là bạn không phòng hộ sáu căn do đó con đường tu của bạn chẳng ít lợi gì thiết thực cho bạn bạn có biết không chỉ vì bạn không nhiếp hộ sáu căn nên mới sinh ra việc làm này việc làm khác muốn nhiếp các căn chỉ có phương pháp độc cơ là nhiếp hồ sáu căn đệ nhất. Nó vừa phòng hộ, vừa nhiếp phục sáu căn của bạn quay vào trong thân. Cho nên, con đường tu theo Đạo Phật thì nhiếp hồ sáu căn là pháp môn cần thiết nhất, giúp bạn ly dục, ly ác pháp, nhập các loại đình hữu sắc. Khi nhiếp hồ sáu căn thì nhiếp phục sự ăn uống là điều tối ưu quan trọng ăn uống phải tiết độ, ăn uống không được ăn uống phi thời. Vì ăn uống không tiết độ và phi thời thì đó là tâm bạn chạy theo dục lạc. Tâm chạy theo dục lạc là do thiếu sự phòng hộ và nhiếp phục các căn ăn uống không tiết độ. Ăn uống phi thời thì dễ sanh ra biến nhát, không tin cần, thường thích sống trong dục. Ba câu kệ của bài 7 không nhiếp hồ sáu căn Ăn uống thiếu tiết đồ Biến nhát chẳng tinh cần Ba câu kệ này chỉ dạy cho người mới tu Nó là pháp chế ngự Để phòng hồ nhiếp phục sáu căn Là để ăn uống có tiết đồ Không được ăn uống phi thời Và để siêng năng không được biến nhát Đó là những điều cần thiết Cho những người mới tu tập Người mới tu tập mà không giữ gìn những đức hạnh này thì cuộc đời tu của mình thật là phí uổng, chẳng bao giờ tìm được sự giải thoát chân thật. Hai câu kể cuối cùng của bài kể thứ bảy là để kết luận cho những người tu tập không đúng pháp hay để tâm phóng dật chạy theo dục lạc, không nhiếp hồ sáu căn, thường ăn uống không tiết đồ, ăn uống phi thời, do đó tâm dễ sanh ra biến nhát, chẳng siêng năng tập luyện chỉ thích ăn, thích ngủ, thì lúc bấy giờ sáu trần dễ dính mắt và dễ bị cám dỗ nên kinh dày, dễ bị ma nhiếp phục như gió lây cây yếu. Ngược lại, bài kệ thứ bảy là bài kệ thứ tám dày, ai siêng năng tinh cần không sống theo dục lạc, thường giữ gìn sáu căn không cho dính mắt sáu trần, ăn uống có tiết đồ, không ăn uống phi thời, và lúc nào cũng tinh tấn siêng năng làm đúng, tu đúng, sống đúng như lời dạy trong bài kề thứ 8, thì không bị sáu trần cám dỗ, không phá hành độc cư nên tâm không bị sáu trần lay động. Do đó tâm không phóng dật vững vàng như thạch bàn trước gió. Tóm lại, bài kề thứ bảy và thứ 8 là phương pháp dạy sống đúng thánh hành của bậc chân tu nếu người tu sống ngược lại thánh hành thì không phải là đệ tử của Phật vì đang bị sáu trần vây hãm. Sống như người thế tục sau khi thực hành được giải thoát theo như hai bài kệ này, chúng ta hãy đọc lại mà lắng nghe tâm hồn mình đang nghĩ gì, làm gì cho đúng với chánh pháp của Phật dạy. Ai sống theo dục lạc, không nhiếp hồ sáu căn, ăn uống thiếu tiết đồ, Biển nhát chẳng tin cần, giới bị ma nhiếp phục, như gió lây cây yếu. Ai sống quán bất tình, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết đồ, Có lòng tin tin cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Chỉ định một thánh tăng lời Phật dạy chính ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trượt không tự chế không thật không xứng áo cà sa mười ai rời bỏ uế trượt giới luật khéo nghiêm trì tự chế sống chân thật thật xứng áo cà sa mở ngọt kinh pháp cú một Jamaka Vatga phẩm sông yếu đóng ngọt chú giải Tám câu kệ trên đây để xác định một tu sĩ Phật giáo đúng hay là sai. Những người tu sĩ chưa rời bỏ những danh lợi trong cuộc đời, đời sống chưa ba y một bát, chưa thiếu dục duy túc, chưa lấy gốc cây làm giường nằm, chưa cắt bỏ ái các sự, thì người ấy chưa rời ế trượt, do đó người ấy chưa xứng đáng mặc áo cà sa. Như vậy, những câu kinh pháp cứu để xác định một tu sĩ Phật giáo đúng tư cách của một tu sĩ rõ ràng, Vậy các bạn đừng bảo rằng Đức Phật không xác định đề tự của Ngài, Để các bạn nhận định biết ai là thánh tăng, ai là giả tăng, Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rồi ấy trượt, không tự chế không thật, không xứng áo cà sa, Lời xác định này chúng ta nhìn lại tu sĩ Phật giáo hiện giờ có xứng đáng là người tu sĩ của Phật giáo chưa? Có xứng đáng mặc áo cà sa chưa? Bài kệ thứ 10 Đức Phật đã xác định đệ tử của Ngài phải sống đúng như thế này mới thật sự là đệ tử của Ngài. Ai rồi bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Người tu sĩ Phật giáo hiện giờ nhìn chung có ai rồi bỏ ối trượt đâu Ối trượt ở đây có nghĩa danh và lời Chưa bỏ danh lời có nghĩa là chưa ba y một bát Chưa ba y một bát có nghĩa là chưa thiểu dục tri túc Chưa thiểu dục tri túc có nghĩa chưa là trắng bạch như vỏ ốc Tâm hồn chưa phóng khoáng như hư không Danh lời ở đây chỉ cho chúng ta thấy tu sĩ hiện giờ là phú tăng, chùa to Phật lớn như cung đình, Tiền bạc có hàng tỷ tỷ, vật chất sống đầy đủ hơn người thế gian. Còn nói đến giới luật, Thì ít ai thấy thầy nào nghiêm trì, Nghiêm trì được giới này thì phạm giới kia, Nghiêm trì được giới kia thì phạm giới này. Như vậy làm sao xứng đáng là đệ tử của Phật là thánh tăng được, Chỉ là ma ba tuần đội lớp Phật giáo. Đọc bài kệ thứ 9 và bài kệ thứ 10 thì chúng ta xác định vì sư thầy nào là đệ tử của Phật và vị sư thầy nào là đệ tử của ma chúng ta thấy không mấy khó khăn. Đức Phật đã nói lên hai bài kệ này là để cho hàng cư sĩ biết rõ những tu sĩ gia danh Phật giáo lừa đảo tín đồ hành nghề mê tín. Cũng như trong một bài bò có lộ một con dê chúng ta cũng dễ nhận thấy cũng như một bầy dê có lộ một con bò chúng ta cũng dễ nhận ra bởi vậy người tu sĩ chân chánh của phật đâu phải ở chỗ các thần thông bay lên trời biết chuyện quá khứ vị lai ngồi thiền nhiều ngày mà ở chỗ đức hành của bậc thánh tăng thì mới đúng thần thông biết chuyện quá khứ vị lai ngồi thiền nhiều ngày không làm nên một đệ tử của phật xin các quý bạn lưu ý chỉ có tám câu kệ này đã giúp cho quý phật tử không làm thầy mình là thánh tăng phật giáo hay là thầy mình là một thầy bà la môn ngoài đạo song tầm lời phật dạy mười một phi chân tưởng chân thật chân thật tưởng phi chân do tư duy tà vầy chân thật không thể thành mười hai chân thật biết chân thật phi chân biết phi chân do tư duy chân chánh chân thật tự nhân thành mở ngọt kinh pháp cú một ramaka vatga phẩm sông yếu đóng ngọt chú giải xét trong bốn chân lý của đạo phật khổ tập diệt đạo, chân lý thứ nhất khổ đế thì khó cái ai lầm nên ngồi đạo không lòng vào được chân lý thứ hai tập đế thì khó cái ai làm vì thế ngồi đạo không bác được chân lý thứ ba diệt đế, thì ngồi đạo đã lồng vào những hình ảnh trừu tượng ảo giác để lừa đảo tín đồ phần chú thích ba cực lạc tây phương niết bàn chân tâm phật tánh, bản lai diện mục linh hồn thần thức hết phần chú thích chân lý thứ tư đạo đế thì được ngoại đạo và các nhà học giả nghiên cứu giáo pháp kiến giải tưởng giải và lòng giáo pháp của ngoại đạo vào đã làm lệch lạc đạo đế vì thế cái phi chân tưởng là chân thật chân thật tưởng là phi chân do sự tu di không đúng chánh pháp nên từ các tổ xa xưa cho đến ngày nay chưa có ai chứng quả vô lầu giải thoát của bậc a-la-hán nếu chúng ta cứ theo đúng con đường đạo đế mà tu tập sống ngăn ác diệt ác pháp, thấy mọi pháp, biết cái nào đúng, cái nào sai, không bao giờ lầm lạc, thì chẳng lo gì không chứng quả vô lầu A-la-hán. Hai bài kệ này, Đức Phật đã xác định phương cách tu tập rất cụ thể, rõ ràng. Nếu một người tránh tư duy, tức là luôn luôn sống trong tầm thiền, mở ngọt, suy nghĩ thiền, đóng ngọt, và luôn luôn diệt tầm ác ngăn diệt sự tư duy ác thì sự tư duy chân thật khi tự nhiên thành tựu đạo quả vô lầu a la hán pháp hành của hai bài kệ này tức là đức phật dạy chúng ta tu tập theo pháp hành song tầm tầm ác bài kệ thứ 11 một tầm thiện bài kệ thứ 12 hai đây thuộc về chánh tư duy trong bát chánh đạo đọc lại hai bài kệ chúng ta sẽ thấy pháp hành ngay liền do tư duy không chân chánh mở ngọt tà tư duy đóng ngọt đưa đến cho ta có cái nhìn tà kiến thường sống trong ác pháp mở ngọt tà màng đóng ngọt tầm ác phi chân tưởng chân thật chân thật tưởng phi chân chân thật không thể thành do tư duy chân chánh dạy ta tầm thiện chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân, chân thật tự nhiên thành. Tuy rằng những câu kinh pháp cú đơn giản như vậy, nhưng nó là một bài pháp song tầm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hành, dễ thấy kết quả ngay liền. Thiền xảo trong tu tập, lời Phật dạy 13 như mái nhà vụn lợp, mưa thấm dột dễ dàng, cũng vậy tâm Vụng tu, tham dục dễ thâm nhập 14. Như mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dục vào Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, mở ngọt Kinh Pháp Cú 1, Ramakha Vatga, Phẩm Sông Yếu, Đóng Ngọt Chú giải Bài kệ thứ 13 và bài kệ thứ 14 Đức Phật khuyên nhắc chúng ta khi tu tập phải thiện xảo khéo léo, đừng chấp chặt như giáo điều khô chết, mà phải linh đồng khéo léo để ngăn ngừa ác pháp tham dục. Một người tu tập không dực tình thường tu lấy khó, không thiện xảo dẫn tâm, không chế ngự được tâm, không nhiếp phục được tâm và không an trú được tâm thì cũng giống như người lợp mấy nhà, làm nhà lấy có, vụn lợp nên mấy nhà mưa thấm dột dễ dàng. Ví dụ, một người tu định niệm hơi thở, dẫn tâm định trên hơi thở mà không khéo léo thiện xảo thì vọng tưởng hôn trầm thùy miên vô ký dễ xen vào, giống như mái nhà vụn lợp, mưa thấm dột dễ dàng. Còn người khéo tu thiện xảo nhiếp phục an trú thì vọng tưởng hôn trầm thùy miên và vô ký khó xen vào. Người tu tập không khéo léo, không thiện xảo, không nhiếp phục được tâm, thì tu hành mất công vô ích. Tám câu kệ này là một lời khuyên tu của Đức Phật. Nếu muốn tu thì phải tu cho kỹ lưỡng từng hành động, từng hơi thở trong mỗi pháp, không được tu lấy có hình thức. Mỗi lần đọc lại hai bài kệ này là chúng ta thấy lời nhắc nhở Đức Phật rất thấm thía cho sự tu tập của chúng ta như mái nhà vụn lợp mưa thấm dột dễ dàng cũng vậy tâm vụn tu tham dục dễ thâm nhập như mái nhà khéo lợp mưa khó thấm dục vào cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập nhân quả một lời phật dạy mười lăm nay buồn đời sao buồn kẻ ác hai đời buồn buồn nản từ hủy diệt thấy việc ác mình làm mười sáu nay vui đời xa vui kẻ thiện hai đời vui an vui quá an vui thấy việc thiện mình làm mở ngọt kinh pháp cú một ramaka vatga phẩm sông yếu đóng ngọt chú giải bài kệ thứ 15 và thứ 16 đức phật đã khéo phân biệt quả của pháp ác và pháp thiền bài kệ này cũng là bài pháp sông tầm nhưng bài này đức phật xác định kết quả của sông tầm nếu đời nay tư duy ác mang ác pháp vào tâm thì tâm hồn sẽ buồn khổ buồn khổ không những một đời mà nhiều đời nay buồn đời sao buồn kẻ ác hai đời buồn đời người thì vô minh không hiểu luật nhân quả tưởng mình làm ác để đạt được mục đích danh và lời cho thỏa mãn lòng dục nào ngờ quả khổ đến và họ nghĩ rằng nếu có khổ cũng chỉ khổ một lúc mà thôi. Nhưng không phải vậy, quả khổ không phải đến một lúc mà còn duy trì từ đời này sang đời khác. Vì thế, có người sinh ra gặp ngay liền quả khổ, khổ quá không chịu nổi nên phải tự tử. Nhưng tự tử lại là một việc làm ác, do đó ác chồng ác, khổ chồng khổ. Buồn nản từ hủy diệt thấy việc ác mình làm. Bài kể này chúng ta nhận xét rằng nếu cuộc đời khó vui là tự mình làm lấy cho mình. Chứ kịch tuồng nhân quả luôn luôn nó diễn biến theo trò ảo thuật của nó mà thôi. Nếu chúng ta biết dừng thì nó dừng, còn không biết dừng thì nó vẫn diễn mãi mãi không lúc nào dừng nghỉ. Vì thế khổ vui chồng chất lên mãi. Nhưng điều chắc chắn nếu chúng ta không biết dừng và diệt ác pháp, luôn tạo tác vỡ trong ác pháp thì đời này, đời sau và đời sau nữa mãi mãi sống trong cảnh buồn khổ. Dù bất cứ ở nơi cảnh giới nào cũng chẳng bao giờ có sự an vui và hạnh phúc cả. Khi mà đã ôm vào lòng những ác pháp, bài kệ thứ 15 này chính là lời của Đức Phật đã xác định như vậy. Mong quý bạn đừng bảo rằng Đức Phật không nói lời này. Lời cảnh tỉnh này khéo nhắc nhở chúng ta sống phải biết ngăn và diệt ác pháp. Nếu các bạn không tin thì các bạn sẽ chịu khổ đời này sang đời khác. Nếu các bạn tin thì các bạn sẽ trở thành người có đạo đức không làm khổ mình khổ người. Thì đời sống của bạn là thiên đàng cực lạc. Chúng tôi có một người bạn dám bảo rằng, này bạn, làm sao bạn có thể xác định được lời này là đúng của Phật nói hay là lời này không phải của Đức Phật nói? Ví dụ như hai câu kệ này, nay buồn đời sau buồn, kẻ ác hai đời buồn. Bởi vì Đạo Phật bắt nguồn từ thiện pháp nên bộ giới luật đức hành và pháp môn của Ngài luôn dày tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiền, cũng đủ để xác chứng những câu kệ trên là Phật nói vì thế hai câu kệ này là Đức Phật đã xác định để chúng ta thấu rõ ai ôm ác pháp đời sẽ buồn khổ đời buồn khổ sẽ không phải là một đời mà nhiều đời các bạn cần phải nhớ lời này chúng tôi là đệ tử của Phật nói ra lời nào thì không dám nói sai lời Phật dạy vì nói sai lời dạy của Đức Phật là phỉ bán Phật cho nên Chúng tôi chỉ có lập lại đúng nghĩa của nó xin các bạn hiểu cho. Bởi vậy, có một số người tu chưa chứng dám lấy kinh Phật thuyết giảng lung tung làm sai đợt ý Phật, khiến cho Phật giáo mất gốc như kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Nếu một người hiểu biết Đạo Phật, lúc nào cũng ngăn ác diệt ác Pháp, luôn sống trong Thiền Pháp, thì tâm hồn luôn luôn thanh thản, an vui và vô sự. Sự an vui, thanh thản và vô sự ấy không những ở đời này, đời sau và đời sau nữa mãi mãi. Với tâm hồn thanh thản an vui và vô sự đó, dù thời gian nào ở bất cứ nơi đâu, địa ngục, thiên đàng, niết bàn, cực lạc, tâm hồn cũng thanh thản an vui và vô sự đó mãi mãi bất diệt, như kinh pháp cứu dày. Nay vui đời sau vui, kể thiền hai đời vui. Đó là lời xác chứng mạnh mẽ, hùng hồn, chân thật Chỉ có sống trong thiền pháp là giải thoát, là hết khổ đau Muốn được vậy thì ngày ngày chúng ta phải chuyên cần tu tập ngăn ác và ác pháp Không để tâm mình bị chướng ngài ác pháp Đấy là mình sống cho mình, sống trong thiền pháp Đấy là mình tu theo đúng pháp Phật Để ly tham đoàn ác pháp Hai bài kệ này đã xác định cho chúng ta thấy pháp môn tứ cánh cần là tại nơi đây bài kệ thứ 15 cho chúng ta thấy quả của người không ngăn ác và diệt ác pháp đời này buồn đời sau tiếp tục buồn bài kệ thứ 16 do ngăn ác và diệt ác pháp mà đời này vui đời sau vui nay vui đời sau vui kể thiền hai đời vui hai bài kệ này là chỉ cho kết quả của tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền là đem đến kết quả an vui nói tóm lại đây là sự giải thoát của đạo phật chân thật mà không có một pháp nào hơn được phương pháp tu hành của đạo phật rất đơn giản cụ thể thấm thía và hạnh phúc nhất đối với cuộc đời của người tu hành chúng ta hãy lắng tâm đọc lại hai bài kệ này nay buồn đời sau buồn kẻ ác hai đời buồn buồn mãi từ hủy diệt thấy việc ác mình làm nay vui đời sao vui kẻ thiện hai đời vui an vui quá an vui thấy việc thiện mình làm khi đọc xong các bạn cứ suy ngẫm càng suy ngẫm các bạn mới thấm thía lời dày chân thành thương yêu của Đức Phật đối với chúng sanh lòng yêu thương ấy rộng lớn vô bờ bến không thể lấy gì so sánh được phải không hỡi các bạn chỉ có sống thiền mới chính đem lại hạnh phúc chân thật cho mình, cho mọi người. Chỉ có sống thiền mới chính mình ở bờ bên kia, còn những người sống ác thì làm sao đến bờ bên kia được. Luôn luôn phải chiều ở bờ bên này và mãi mãi chiều. Nhân quả hai Lời Phật dạy 17 Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than vang mình làm ác Đò, cõi dữ than ơi 18. Nay sướng đời sao sướng kể thiền hai đời sướng sung sướng mình làm thiền sanh cõi lành sướng hơn Mở ngọt kinh Pháp Cú một Yamaka Vatga phẩm sông yếu đóng ngọt Chú giải bài kề thứ 17 và thứ 18 ý nghĩa của nó cũng như hai bài kề trên nó cũng từ pháp môn tới kinh cần mà ra xin các bạn hãy đọc lại bài kệ và lắng nghe tâm hồn của các bạn các bạn sẽ thấy thấm thía lời dạy đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh nay than đời sau than kẻ ác hai đời than than vang mình làm ác đòa cõi dữ than ơi nay sướng đời sau sướng cái thiện hai đời sướng sung sướng mình làm thiền Sanh cõi lành sướng hơn Trong cuộc sống hiện tại Lúc nào các bạn cũng than thở Vì thiếu hụt cơm ăn áo mặc Vì thiếu hụt tiền tài vật chất không đủ Vì thiếu hụt công danh không đạt vân vân và vân vân đó là một sự than thở thở than mà người đời thường đau khổ nhiều về việc đó. Sự than thở ấy trong hiện tại, nhưng nhân quả của nó sẽ tiếp diễn trong tương lai hay từ đời này sang đời khác. Cho nên Đức Phật dạy nay than đời sau than đúng vậy. Ngay trong hiện tại không giải quyết được mọi sự khổ đau thì mong gì ngày mai được an vui hạnh phúc. Người học nhiều không bằng người tu tập lời Phật dạy 19. Dầu tụng nhiều kinh điển không hành trì phóng dật chẳng khác đếm bò người không hưởng sa môn hành 20. Dầu tổng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành từ bỏ tham sân si, giác tính tâm giải thoát, không chấp trước hai đời, tất hưởng sa môn hành mở ngọt. Kinh Pháp Cú 1, Jamaka Vatga Phẩm Sông Yếu Đóng Ngọt, Chú Giải. Hai bài kệ thứ 19 và thứ 20 này nếu dù người nào có tụng nhiều kinh điển cũng chẳng có lợi ích gì chỉ có tu hành từ bỏ tham sân si thì mới có lợi ích mới có sự giải thoát theo con đường tu tập của phật giáo thì không có tụng kinh ê a, a như các vị giáo sĩ bà la môn gọi là tán tùng chứ tùng ở đây có nghĩa là học kinh điển học nhiều kinh điển mà không tu tập ngăn ác diệt ác pháp không ly dục ly ác pháp như trong bài kệ này nói không trì thì chẳng có gì lợi ích trong kinh sonadanda đức phật đã bài bác tụng điềm một cách ráo riết trong giới luật đức phật cấm ca hát tụng điềm là một hình thức ca hát không ly dục ly ác pháp thì tâm sẽ phóng dật tâm phóng dật thì dù có hiểu rộng biết nhiều kinh điển của phật cũng chẳng có lợi ích gì chẳng thấy được sự giải thoát nào chẳng nếm được mùi vị giải thoát của đạo cho nên người học nhiều kinh sách có cấp bằng này có cấp bằng kia mà không chịu hành trì ngăn ác giữa ác pháp thì người ấy chỉ là người nói láo có sách vở vì thế bài kệ ví như người chăn bò chỉ biết đếm bò cho chủ chẳng khác đếm bò người không hướng xa môn hành đúng vậy lời dạy này rất đúng chúng tôi đã từng gặp các quý thầy từng học trong các Phật học cao đẳng, từng học các trường đại học Phật giáo, đậu bằng tiến sĩ Phật học, nhưng tâm quý thầy từng phóng dật. Vì thế cuộc đời của quý thầy chẳng biết được mùi vị giải thoát như thế nào mà chỉ lanh quanh trên chữ nghĩa kinh sách và đến khi chết trong bệnh tật đau khổ một cách rất oan uổng. Một đời tu học Phật pháp Họ viết sách, giảng kinh, chỉ là kiến giải học giả, người trước nói sao, từ người sau cái thừa nói vậy, chứ chẳng dám sửa sai dù một chữ, một lời hay một ý. Họ chỉ biết một chữ vân vân dạ dạ làm theo cách cha truyền con nói hay tổ tổ truyền nhau, chứ có tu hành đâu mà dám sửa sai ai. Học để hiểu biết nghĩa lý thâm sâu kinh sách, cũng như học để hiểu biết pháp nào của Phật dạy, pháp nào của tổ dạy, để tránh xa những pháp tà ngoại ấy là sự học kinh sách như vậy mới có lợi ích còn học kinh sách chỉ hiểu chung chung cái nào cũng cho là của phật dạy thì người học kinh sách như vậy là người vô minh không biết sai đúng giống như con chim học nói chứ chẳng hiểu nghĩa giống như con thú chỉ biết ăn mà không biết mùi vị còn kinh sách đúng của phật dạy chỉ học hiểu cho nhiều mà không thực hành thì có ích lợi gì cho sự học đó đâu. Học kinh sách. Để đi nói láo thì học kinh sách mất công sức mà còn thêm tội lỗi, mở ngọt, tội võng ngữ, đóng ngọt. Mục đích kinh sách dày cho đời là để tu tập, là để sống cho đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải kinh sách Phật. Để chúng ta học hành, thi lấy cấp bằng cao đẳng đại học vân vân Người ta xem kinh sách Phật như một môn học về Phật giáo giống như các môn học khác ngoài đời. Theo thiểm nghĩ của chúng tôi hiểu, lời Phật dạy không phải là một môn triết lý học suông mà là một đạo đức nhân bản, sống đồng, đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, học để sống đạo đức chứ không phải học để hiểu biết suông để đi tranh luận hơn thiệt với mọi người. Chúng ta học ít nhưng học tới đâu áp dụng thực hành tới đó và sống cho đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, thì mới thấy được sự lợi ích của lời dạy này. Dù tùng ít kinh điển, nhưng y giáo phụng hành từ bỏ tham sân si, giác tính tâm giải thoát, không chấp trước hai đời, tất hưởng sa môn hành. Bài kệ tuy đơn giản, nhưng chúng ta càng đọc càng thấm thía cho cuộc đời tu hành, nếu chúng ta không chịu đọc kỹ lại những lời dạy này thì dù có tu cũng sẽ tu sai pháp tu sai pháp là tài chúng ta không chịu hiểu kỹ chứ không phải tại đức phật dạy sai bài kể này đức phật đã cảnh giác chúng ta trong hiện tại và những người về đời sau nữa để tránh đi những loại kinh kiến giải tưởng giải của các nhà học giả biên soạn viết xưa nay như kinh sách đại thừa và thiền đông đồ những bài kinh pháp cú này đã xác định cho chúng ta biết sự học và sự tu khác nhau chứ không giống nhau sự học chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết để tu tập chứ không phải sự học là chính sự học chỉ là vấn đề phù sự tu mới là vấn đề chính sa môn hành tức là sa môn quả Sao môn quả là kết quả của sự tu tập Nó để dành riêng cho những người tu tập Chứ không dành cho người học nhiều, hiểu rộng Người tu tập sẽ có kết quả thanh thản, an lạc và vô sự Kết quả đó sẽ hiện thực rõ ràng Qua hành động thân, miệng ý Tức là oai nghi, tế hành trong cuộc sống hàng ngày Của một vị tu sĩ mà người ta gọi là thánh hành Không phóng dật lời Phật dạy 21. Không phóng dật bất tử, phóng dật phải tử sinh, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. 22. Biết rõ sự thật ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Mở ngọt kinh pháp cứu hai a pa ma Đa ga phẩm không phóng dật đóng ngọt chú giải Muốn tâm không phóng dật chỉ có pháp độc cư là đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được pháp độc cư thì sớm muộn gì người ấy tâm cũng sẽ không phóng dật. Bài kệ thứ 21, Đức Phật đã xác định người không phóng dật là người bất tử, là người sống mãi muôn đời. Đức Phật cũng nói, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cho nên, người thích hội họp thích nói chuyện, thích tranh luận là người phóng dật, người hay làm thơ văn, viết thơ thăm viếng gia đình, bạn bè, người đọc kinh sách, nghe băng là người phóng dật, người phóng dật là người tu tập không bao giờ có kết quả tốt, chỉ tu tập lấy có hình thức thường dậm chân tại chỗ, phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài hay chạy theo các pháp trần, Đức Phật dạy 42 bài kệ nói về tâm không phóng dật Giống như con tê ngưu một sừng. Con tê ngưu một sừng là một loài thú vật sống một mình, khi lớn lên đến tuổi trưởng thành thì loài vật này bỏ gia đình cha mẹ, anh em và chị em, không giao kết bạn bè với ai cả, chỉ sống một mình trong một khu vực riêng biệt. Vì thế Đức Phật dạy, người sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Các pháp dạy tâm không phóng dật như định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lầu, định chánh niệm tính giác, tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu và thân hành niệm. Trong bài kệ thứ 21 này, Đức Phật đã xác định rõ ràng sự bất tử hay nói cách khác là sự ra khỏi sanh tử, chứ duy nhất là làm sao phải đạt cho được kết quả là tâm không phóng dật. Cho nên dù tu muôn vạn pháp môn cũng chỉ thực hiện tâm không phóng dật Nhưng chúng ta phải biết tâm không phóng dật là do xả ly dục và ác pháp chứ không phải do ức chế tâm chỉ có xả ly tâm tham sân si mới có sự giải thoát chân thật không phóng dật bất tử người không phóng dật là người thoát ra vòng sanh tử nhưng tu tập tâm không phóng dật không phải là một việc dễ làm phải không các bạn phóng dật chỉ tử sanh hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật vì thế mà mọi người đều phải chiều trong quy luật sanh tử thưa các bạn nếu tâm các bạn còn phóng dật thì các bạn chưa được an ổn đâu tại sao vậy vì bệnh tật và tử thần sẽ đến viếng thăm các bạn bất cứ giờ nào khi chúng muốn nên đức phật bảo phóng vật như chết rồi các bạn hãy đọc bài kệ tham mốt này và suy ngẫm về sự tu tập của các bạn hiện giờ tâm các bạn có còn phóng vật hay không nếu còn thì các bạn hãy tu tập cho đúng cách để tâm không phóng vật không phóng vật bất tử đúng vậy mục đích của chúng ta phải đạt được tâm không phóng vật vì tâm không phóng vật là tâm bất tử mãi mãi thường hằng tâm không phóng dật là có bảy năng lực giác chi xuất hiện do bảy năng lực giác chi xuất hiện mà đức phật dạy tâm thuần tịnh định tịnh nhu nhuyễn dễ sử dụng nếu tu tập mà tâm các bạn chưa thấy bảy giác chi xuất hiện là do tâm của các bạn còn phóng dật còn phóng dật là các bạn đã tu sai tu không kỹ lưỡng hoặc các bạn tu tập đã lọt vào thiền đại thừa hay thiền đông đồ nếu tâm bạn không phóng dật trong lúc tu tập khi xả ra thì phóng dật đó là các bạn tu ức chế bằng những pháp môn chẳng niệm thiền niệm ác của thiền đông độ do tu ức chế tâm như vậy nên bảy giác chi không xuất hiện bảy giác chi không xuất hiện thì bạn không có đủ năng lực nhập các định làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi Chúng ta trở lại câu kể đầu trong phẩm sông yếu, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Khi chúng ta biết được tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, thì chúng ta phải biết áp dụng vào pháp tu tới kính cần thì ngay liền có giải thoát. Ngày xưa, khi chúng tôi đọc đến hai câu kệ này và nhớ đến pháp như lý tắc ý của Phật dạy, thì chúng tôi mới bắt được cổ báo nhờ nó mà hôm nay chúng tôi mới được yên tâm ngồi viết sách đạo đức nhân bản nhân quả để giúp cho mọi người sống thoát ra khổ ải của cuộc đời và khi biết rằng tâm không phóng dật là bất tử là không chết biết rõ như thật điều này thì chúng tôi đã cố gắng giữ gìn tâm mình bằng mọi cách dùng mọi pháp nhưng rất cảnh giác không được ức chế tâm để xả tâm dục và ác pháp và cuối cùng tâm không phóng dật chúng ta là những người tu theo đạo phật được xem là những người trí tuệ những người trí tuệ xem sự phóng dật của tâm là một điều tối kỵ nhất trong đạo phật muốn làm chủ sanh già bệnh chết mà tâm còn phóng dật thì chẳng bao giờ làm chủ được cho nên giữ gìn tâm không phóng dật là một điều rất hoan hỷ cho cuộc đời tu hành của mình khi tâm thuần thục không phóng dật thì một trạng thái an lạc vô cùng hiện đến đầu óc rỗng rang khiến cho hành giả tưởng chừng mình đã được vào thế giới thần tiên đúng vậy nếu ai không phóng dật mới thấy sự an vui trong cõi thánh chỉ có tu tập giữ gìn tâm đừng cho phóng dật chỉ có tâm không phóng dật mà sao các bạn tu chẳng vào được nếu với sự nhiệt tâm tinh cần tu tập của các bạn thì chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ vào cõi thánh dễ dàng như trở bàn tay bài kệ trong kinh Pháp Cú này đã xác định. Biết rõ sự thật ấy, người trí không phóng dật. Khi biết rõ sự thật ấy, người có trí quả quyết nhất định bằng mọi cách chúng ta phải giữ gìn tâm không phóng dật hoan hỷ không phóng dật an vui trong cõi thánh như vậy con đường tu tập giải thoát của đạo phật đã xác định rõ ràng tâm không phóng dật tâm không phóng dật là một điều hết sức quan trọng trong sự việc tu tập giải thoát sanh tử luân hồi được xem nó là đề nhất pháp thiền định lời phật dạy 23 người hàng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn đạt an tịnh vô thường mở ngọt kinh pháp cú hai -ma -đa Vách Ga, phẩm không phóng dọt đóng ngọt chú giải bài kệ thứ hai mươi ba đức phật khuyên mọi người phải hàng tu thiền định vậy thiền định ở đây là loại thiền định nào bài kể thứ hai mươi ba nằm trong phẩm không phóng dật, như vậy rõ ràng tâm không phóng dật là thiền định, chứ không phải ngồi hít thở hay niệm Phật nhất tâm giữ tâm không niệm là thiền định. Ở đây Đức Phật chỉ khuyên chúng ta hằng tu thiền định, nhưng vì trong đời sống của chúng ta có nhiều loại thiền định như thiền yoga, thiền xuất hồn, thiền vô vi, thiền công án, thiền đại thừa, thiền tổ sư thiền nguyên thủy thiền tối thượng thừa thiền mật tông thiền tịnh độ tông vân vân với một số thiền định như thế này thì chúng ta biết loại thiền định nào cho đúng để tu tập tâm không phóng dật do hiểu nghĩa tâm không phóng dật cạn cợt nên phần đông người ta tu ức chế tâm không còn niệm thiện niệm ác như kinh pháp bảo đàn đã hiểu sai tâm không phóng dật là tâm không niệm thiện niệm ác Tâm không niệm thiện ác là một lối thiền ức chế tâm, đó là đường cùng của thiền định ngoại đạo tiến thói lưỡng nan Tu đến chỗ vô niệm thì người ta không còn chỗ tu nữa. Nhưng nhìn lại đời thì cũng chẳng ra đời, đạo cũng chẳng ra đạo. Như trong kinh Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã chỉ rõ loại thiền định nào để chúng ta tu tập không sai, đó là bốn thiền hữu sách. Trong Bát Chánh Đạo, bốn thiền là chánh định trong bốn thiền thì sơ thiền là loại thiền định thứ nhất loại thiền định thứ nhất chỉ có tu tập ly dục ly ác pháp ly dục ly ác pháp chính là tâm không phóng dật tóm lại tu tập thiền định là tu tập tâm ly dục ly ác pháp ly dục ly ác pháp mà không dính mắc vào năm chi sơ thiền thì đó là nhập vào bất đồng tâm định trạng thái bất đồng tâm định là trạng thái niết bàn đức phật dạy người hàng tu thiền định tức là hàng tu tập sơ thiền tu tập sơ thiền chỉ có nhiếp phục tâm để tâm ly dục ly ác pháp có ly dục ly ác pháp thì tâm mới không phóng dật mà tâm không phóng dật là niết bàn tại thế gian trong cuộc sống này bài kể này rất quan trọng là chỗ xác định được thiền định nếu xác định đúng chánh định thì sự tu tập mới có kết quả đúng. Kết quả đúng thì mới có những năng lực làm chủ sanh già bệnh chết. Còn nếu xác định sai tà thiền thì tu tập chẳng có kết quả gì thì không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết được. Khi tu tập loại thiền định của Đạo Phật thì chúng ta thường hưởng được những trạng thái nước bàn an tịnh vô thường và lúc nào muốn an tịnh là tâm chúng ta sẽ an tịnh liền. Nếu người nào hàng ngày tu tập thiền định với tâm siêng năng bệnh trí không thối chuyển, thì lúc nào cũng nhập vào sự an tịnh vô thường ấy. Trạng thái an tịnh vô thượng ấy không có một vật gì trên thế gian này sánh bằng được. Thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thường. Chỉ có thiền định của Đạo Phật mới có sự an tịnh vô thường, sẽ an tịnh vô thường. Nếu ai tu tập đúng Pháp, muốn có lúc nào là có được ngay lúc nấy. Do vì tu tập xã tâm nên tâm tự nhiên không phóng dật mà có.